mọi người, ngày hôm nay thì Tiên sẽ dẫn mọi người đến một địa điểm mà Tiên tin chắc là các bạn trẻ sẽ rất là yêu thích. Bởi vì đồ ăn ở đây thực sự rất là ngon và đây là một không gian cực kỳ phù hợp để cho các bạn có thể gặp gỡ nhau nè, hội họp bạn bè cuối tuần, cũng như sẽ là một không gian cực kỳ phù hợp để cho các bạn có thể đến trong những dịp cuối năm như thế này. Và không còn xa lạ gì nữa, đó chính là thương hiệu BBQ Garden. Đây là một thương hiệu BBQ đã có từ 12 năm rồi. Và đây chính là một chi nhánh mới mà Tiên muốn giới thiệu cho mọi người trong clip này, với không gian cực kỳ rộng rãi thoáng mát và ở địa chỉ số 448 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy vào và order đồ ăn thôi nào. Khi mà mới bước vào không gian của BBQ Garden thì Tiên cảm thấy thực sự rất là thoải mái, bởi vì không gian ở đây rất là rộng rãi thoáng mát nè, cũng như là đây là một không gian ngoài trời nữa. Và ở đằng kia thì Tiên có nhìn thấy là có thêm một góc mới, đó chính là nơi để nuôi thủy hải sản tươi sống. Và điều đặc biệt là chúng ta có thể ăn và chế biến thủy hải sản tươi sống một cách trực tiếp ở đây luôn. Nghe rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Tiên vừa mới order một số món ăn ở đây và đồ ăn thì cũng đã được dọn lên hết rồi. Và đến với BBQ Garden, các bạn không thể nào bỏ qua được những món ăn có thể nói là signature, rất là đặc biệt ở BBQ. Và đầu tiên đó chính là bò cuộn sốt phô mai. Thứ hai là sườn cừu nướng. Và một món cuối cùng mà cũng không kém phần đặc biệt, đó chính là tôm càng xanh phô mai đúc lò. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử lần lượt từng món ăn nhé, để xem được mùi vị cũng như là hương vị của các em nói như thế nào. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử với món đầu tiên, đó chính là bò cuộn sốt phô mai. Thực sự khi mà để các em nó lên lò nướng, vừa mới để lên được khoảng tầm 5 giây thôi là mùi thơm đã bốc ra rất là thơm rồi các bạn à. Trời ơi, các bạn xem nè, phô mai chảy ra nhìn rất là kích thích luôn nha. Và thịt bò thì nhìn rất là mềm. Bây giờ thì Tiên sẽ thử miếng đầu tiên. Và cảm giác của Tiên khi mà ăn những miếng thịt bò đầu tiên, đó chính là nguyên liệu rất là tươi mới, cũng như là thịt bò cực kỳ mềm nè. Khi mà vừa ngậm vào trong miệng và nhai thì như tan ra vậy đó. Bên cạnh đó thì sự kết hợp của hành tây nè, phô mai nè, rau củ, và khi mà chấm cùng nước sốt cũng rất là hợp miệng. Và Tiên nghĩ là đây là một món ăn mà nằm trong danh sách signature thì các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được rồi đó. Và một món tiếp theo cũng là một món nướng, và đó chính là sườn cừu nướng. Ở đây thì sườn cừu rất là dày và tươi nha mọi người. Ở trên đây thì còn có thêm những cái lá thảo mộc, thì tí nữa thì sẽ bật mí cho mọi người biết đó là gì nhá. Tiên sẽ đặt hai miếng lên để nướng. Và bởi vì miếng sườn cừu rất là bự cho nên là chỉ cần hai miếng thôi là đã có thể đầy cả một khuôn nướng rồi. Khi mà ăn sườn cừu thì Tiên nghĩ là các bạn không nên lật quá nhiều, bởi vì sẽ làm giảm mất độ ngon cũng như độ tươi của món ăn. Và Tiên nghĩ là chỉ cần canh thời gian để có thể cho mặt này được chín vừa phải, và sau đó lật sang là chúng ta đã có thể ăn được rồi. Khi mà ăn sườn cừu thì Tiên cảm giác như là nhờ vào những lớp thịt nạc và mỡ được đan xen với nhau, cho nên là khi mà cắn vào một miếng sườn, thịt rất là dày nha, và cũng rất là dai nữa khi mà cắn vào nhai, nhưng mà nó sẽ đạt được đến cái độ là thịt được mềm mại nhưng mà không hề bị quá dai. Và chúng ta sẽ ăn kèm với một số loại tất biên như là bắp nướng nè, hoặc là rau củ như là ớt chuông, hành tây, để cho để giảm bị ngán đi một chút xíu. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món cuối cùng. Đây là một món cực kỳ đặc biệt mà Tiên đã để dành từ đầu clip cho đến bây giờ để có thể giới thiệu cho các bạn xem, đó chính là tôm càng xanh phô mai đúc lò. Và vì sao mà Tiên lại nói đó là một món đặc biệt? Bởi vì nguyên liệu chính là tôm càng xanh được nuôi và đánh bắt lên trực tiếp, cũng như là sẽ chế biến trực tiếp ngay tại nhà hàng của chúng ta để cho các bạn có thể ăn nhé. Bây giờ thì Tiên sẽ nếm thử xem mùi vị của em nói như thế nào. Bây giờ thì Tiên sẽ luộc tôm ra và ăn nhé. Trời ơi, tôm rất là tươi. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là ngay trong đầu tôm thì cũng sẽ có kèm thêm phô mai bên trong nữa. Và phô mai sẽ được đan xen với thịt tôm như thế này. Tôm thì cực kỳ tươi. Và vừa nhìn như vậy thôi thì Tiên đã không thể nào cưỡng lại được rồi. Đây, khi mà Tiên bóc ra thì ngoại trừ lớp phô mai đúc lò ở ngoài thì phía trong sẽ còn có thêm một lớp phô mai ở bên trong, rất là mềm và cảm giác cực kỳ thơm nữa. Bởi vì hương vị phô mai rất là ngon, có vị ngọt ngọt nè, hơi mặn mặn một chút xíu, không hề bị ngán. Và khi mà ăn cùng với lại thịt tôm thì tôm rất là tươi, dai, giòn. Wow.
Và bên cạnh những món ăn mà Tiên đã vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn xem thì BBQ Garden còn có thêm những món ăn rất là đa dạng như là buffet nè mà các bạn có thể đến và trải nghiệm thử nhé. Và cuối cùng thì Tiên mong các bạn sẽ tìm được một nơi nè, một địa điểm mà có thể gặp gỡ, hẹn hò cũng như là giao lưu cuối tuần và đặc biệt là trong những dịp cuối năm như thế này nữa. Và các bạn đừng quên ghé qua BBQ Garden ở địa chỉ số 448 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt.